các nguyên hiệu quan trọng nhất của Sunquest mà bạn cần phải biết. Xin chào cộng đồng Tattoo Mind của CryptoLetVN. Ứng dụng Sunquest được phát triển từ nền tảng ICE Network ban đầu, nên dự án này đang thụ hưởng rất nhiều tính năng thú vị trước đó. Nổi bật nhất trong số đó là cách mà dự án đặt tên cho các giai trò hay các cột mốc mà người dùng có thể đạt được. Lấy cảm hứng từ những sự kiện âm nhạc, bạn có thể là một người tham gia mới đến như Waystarter hay là một quyền thoại sự kiện Festival Guru. Bạn cũng có thể trở thành giới siêu giàu Festival Icon khi sở hữu hơn 1.280.000 coin, hoặc bạn chỉ là người chuyên tổ chức giao lưu Big Crister khi mới mời được 6 người bạn. Tất cả những khái niệm ấy đã tạo nên một câu chuyện rất thú vị, cuốn hút cộng đồng tham gia mạnh mẽ hơn vào dự án lễ hội này. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về các cấp độ, cũng như những quy hiệu mà bạn có thể đạt được từ việc đào coin của dự án Sunquest. Phần 1. Các quy hiệu liên quan đến tuyển reps. Nhóm các quy hiệu này dành cho các bạn tuyển được nhiều rep. Quy hiệu sẽ nằm trong một xã hội social. Bạn càng có nhiều rep, quy hiệu đạt được sẽ càng cao. Có tổng cộng 10 quy hiệu mà bạn có thể đạt được. Đó chính là Big Crister, dành cho bạn tuyển được dưới 6 rep. Grand Finder, khi bạn có từ 6 đến 15 rep. Party Starter, nếu bạn đã đạt được 16 đến 30 rep. Crowd Mixer, là lúc bạn vượt 31 đến 100 rep. Dance Circle King, khi bạn có từ 101 đến 250 rep. Bắt đầu từ quy hiệu thứ 6 trở đi, các bạn đã bắt đầu trở thành các leader mang tầm quốc tế, ví dụ như Wave Rider, là khi bạn có 251 đến 500 rep. Night Owl, dành cho bạn đạt được 501 đến 1000 rep. Big Birdie, dành cho bạn chạm tới mốc 1001 tới 2000 rep. Sunset Chaser, là khi danh sách rep đã lên tới 2001 đến 10000 người. Và số cùng là Dance Floor Legend, với hơn 10000 rep tham gia. Phần 2, các quy hiệu dành cho người có nhiều coin nhất. Đây là nhóm quy hiệu bạn sẽ nhận được khi đào ra SWF coin. Càng nhiều coin, quy hiệu sẽ càng cao. Nhóm này cũng có 10 quy hiệu tùy vào lượng coin bạn có được. Rookie Braver, dành cho các bạn khởi đầu và đạt được dưới 1001 coin. Big Server, khi bạn có 1001 tới 5000 coin. Turn Tracker, là lúc bạn đạt được 5001 tới 10000 coin. Random Collect, là khi bạn đào ra 10001 đến 40000 coin. Bass Booster, dành cho Snowman có tới 40001 tới 80000 coin. Bắt đầu từ mức 80000 trở đi, các Snowman đã bắt đầu trở thành các cá voi và cá nhà táng với số lượng coin cực khủng, cụ thể như sau. Melody Maker, khi bạn có tới 80001 tới 160000 coin. Harmony Holder, khi số coin là 160.001 đến 320.000, khi vượt mức 320.001 đến 640.000 coin, bạn có quy hiệu Soulseeker. Viper Crab, dành cho các thành viên khi đào được 640.001 đến 1.280.000 coin. Và cao nhất là Festival Icon, khi số coin đã vượt ra khỏi mức 1.280.000. Phần 3, các quy hiệu dành cho người đào có level cao. Ngoài mức coin đào được và số rep tuyển, người tham gia đào coin SWF còn được phân nhóm theo level. Có tổng cộng 6 quy hiệu dành cho các level từ 1 tới 20, cụ thể như sau. Khi vừa tham gia, bạn sẽ là level 1-2, quy hiệu của bạn nhận được là Waystarter. Khi lên tới level 2 đến 5, bạn sẽ là Big Waker. Nếu đạt tới level 6 đến 10, bạn sẽ có quy hiệu Rhythm Keeper. Dancy Capital, dành cho các bạn level đạt từ 11 tới 15. Vibe Master, là quy hiệu bạn sẽ nhận được nếu đạt được level từ 16 đến 20. Và khi đã đạt được mức level 20, bạn sẽ là Festival Juru. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong các quy hiệu và vai trò mà người tham gia đào SWF coin có thể đạt được. Ở những video tiếp theo, chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết hơn các chỉ số khác của dự án này. Hãy lưu ý là token này đang được phát triển miễn phí cho cộng đồng thông qua việc Tattoo Mind trên điện thoại. Bạn có thể tải app về để đào hoặc chơi trực tiếp trên Telegram. Hãy nhanh tay tải ngay ứng dụng và tham gia vào dự án đào coin miễn phí này. Chắc chắn chúng ta sẽ có giá tốt trong tương lai.
Link tham gia sẽ được chúng tôi để ngay bên dưới phần mô tả của video này. Bạn cũng đừng quên tham gia vào cộng đồng Tap to Mind trên Facebook của CryptoLetVN. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để ủng hộ và tạo thêm động lực giúp chúng tôi thực hiện các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.